Xe buýt 2 tầng đi tham quan dọc dọc thành phố. Sáng hôm nay thì chúng ta cũng đi xe buýt nhưng mà là xe buýt chạy trên sông nha cả nhà. Và bây giờ thì Andy mời cả nhà chúng ta hãy cùng tham quan những xe buýt chạy trên sông. Và hãy cùng Andy chúng ta hãy cùng mua vé nào. Đồng hành với Andy sáng hôm nay là Xuân Viên Gia Bảo. Các bạn mà có đi xe máy thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng gửi xe ở bên cạnh luôn. Chỉ cần đi đến một chút xíu sẽ thấy cái bãi xe của bến tàu thủy Bạch Đằng nè cả nhà. Đây là giữ xe theo quy định chứ không có phải là 10.000 như trên mạng ghi nha cả nhà. Đây cả nhà thấy là bãi xe rất là rộng luôn á, rất là nhiều chỗ chứa luôn. Cả nhà có thể yên tâm khi mà chúng ta trải nghiệm xe buýt trên sông ha. Hôm nay thì Andy chọn một cái áo thun trắng của Mr. Simple ha, để quay hình cho cái chuyến xe buýt Waterbus trên sông này ha. Đây là cái khu vực bán vé và bây giờ chúng ta sẽ vào mua vé ha cả nhà. Đây là cái phòng bán vé và cái khu vực ngồi chờ khá là rộng rãi và rất là nhìn rất là sang luôn đó nha. Cái phòng bán vé nhìn rất là đẹp ha cả nhà. Chúng ta phải đi vào cái lối đi vào riêng và cái lối ra riêng nè cả nhà. Đây là cái lối đi vào nè. Bây giờ thì Andy sẽ vào mua vé nè cả nhà. Thì theo quy định là phải đeo khẩu trang ha và không được quay phim chụp hình ở trong phòng mua vé nè cả nhà. Cho nên là Andy sẽ không có quay phim ở trong đây. Và hiện tại thì Andy đang đứng trước phòng vé và đã mua được 2 vé ha. Đây là một cặp vé cho một người và đây là hai cho hai người ha. Thì vé của mình 15.000 một chiều ha. Và mình mua đi về luôn là 30.000 một người ha cả nhà. Đây là chiều về ha. Có cái đóng dấu cái chữ về là cái lượt về ha. Cho hai người ha. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngồi chờ. Đây là cái khu vực check-in đi xuống tàu và cả nhà. Khá là rộng rãi ha. Và có cả một quán cà phê luôn, cà phê ven sông rất là đẹp, chụp hình rất là ok luôn á cả nhà. Trong thời gian chờ đợi đến giờ khởi hành 9:30 thì chúng ta sẽ đi tham quan một vòng ở ngoài cái khu quán cà phê view sông này rất là đẹp á cả nhà. Thì nơi đây là cái nơi khơi nguồn sáng tạo của biết bao nhiêu bức ảnh đẹp. Thì trong lúc chờ đợi thì chúng ta có thể ra đây chụp hình. Đây là cái khu vực quán cà phê ngoài trời nè cả nhà, rất là đẹp, rất là rộng rãi và cái view sông cực kỳ lãng mạn. Thời tiết ngày hôm nay thì cũng không có nắng luôn cả nhà, trời rất là mát mẻ ha cả nhà. Sáng chủ nhật trời rất là mát mẻ, rất là tuyệt vời cho cái chuyến quay clip ngày hôm nay luôn. Đây là cái bến đổ của Waterbus xe buýt chạy trên sông. Và đây là cái không gian, cái khu vực ở ngoài ngoài bến để ngồi đợi. Và đây là cái tên Bạch Đằng Station, là trạm Bạch Đằng ha. Và đây là Waterbus, cái chuyến xe buýt mà hôm nay mình sẽ trải nghiệm ở cái nhà. Nhìn không có giống một chiếc xe buýt chạy trên sông mà thực ra là một chiếc tàu nhỏ để chạy trên sông ở cái nhà.
nhìn bên ngoài thì con tàu này sẽ được sơn hai màu vàng và trắng, nhìn khá là bắt mắt hả cả nhà, nhìn cũng rất là hiện đại và rất là sạch sẽ luôn. Thì tuyến xe buýt đường sông Waterbus này sẽ có lộ trình là dài gần 11 km từ bến Bạch Đằng quận Nhất đến bến phà Linh Đông quận Thủ Đức hả cả nhà, sẽ đi qua các quận như là quận Nhất, quận 2, quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức. Trên đường đi thì các bạn có thể nhìn ngắm được những cái công trình nổi tiếng như là Landmark 81 đồ sộ nè, hoặc là những cái cầu đang xây rất là đẹp hả cả nhà, cho bạn tha hồ chụp ảnh luôn. Tình hình là đang ngồi đợi đến 9:30 thì mới được khởi hành. Sau lưng là chuyến xe buýt chạy trên sông màu vàng là cả nhà. Thì sáng nay thì cũng tương đối khá đông, thời tiết thì không nắng lắm, trời mát. Hôm nay đem theo cái túi đẹp không cả nhà, I love Việt Nam. A few moments later. Và bây giờ chúng ta bắt đầu sẽ xếp hàng để đi xuống tàu ha cả nhà. Quy định là phải đeo khẩu trang thì mới cho lên tàu ha cả nhà. Các nhà nhớ đem khẩu trang nha cả nhà. Và chúng ta phải xếp hàng theo trình tự để soát vé để xuống tàu. Và đây là cái khu vực check-in ha cả nhà. Chúng ta sẽ xếp hàng ngay ngắn trật tự ha trước khi mà soát vé để lên tàu. Bây giờ hãy theo chân của Andy và Subin Gia Bảo, chúng ta hãy cùng trải nghiệm cái chuyến xe buýt Waterbus trên sông ngày hôm nay. Trước mắt chúng ta là con tàu được sơn hai màu trắng và màu vàng, rất là bắt mắt, hiện đại và sạch sẽ. Bây giờ thì theo chân Andy chúng ta sẽ lên tàu ha cả nhà. Đây là cái khu vực ở bên trong tàu, rộng rãi và sạch sẽ lắm cả nhà ơi. Đây là cái khu vực ở ngoài tàu, chúng ta không được phép ra ngoài đây. Bây giờ là đang giờ hành khách xuống tàu đầy đủ rồi mới bắt đầu khởi hành cả nhà. Thì chuyến đi sáng nay sẽ bắt đầu là lúc 9:30 ha cả nhà. Và đây là cái bảng lịch trình giờ tàu chạy hả cả nhà. Ngày thường thì tàu sẽ chạy những chuyến màu xanh dương, giá vé là 15.000 đồng một chiều. Cái dòng chữ màu xanh dương đó là những cái chuyến tàu ngày thường tàu chạy, còn những cái dòng màu cam là chuyến tăng cường dành cho ngày thứ bảy chủ nhật để tăng cường để chở hành khách thêm hả cả nhà. Thì chuyến sớm nhất sẽ là 8:30, còn cái chuyến mình đi sáng nay là 9:30. Bên trong tàu này sẽ có sức chứa là 75 khách, có tổng cộng là 66 ghế, gồm có 2 giải, mỗi giải là 11 hàng và mỗi hàng là 3 ghế. Và dưới mỗi ghế đều có áo phao hết nha cả nhà. Và đây là cái bảng chạm dừng và cái bến đổ trong suốt chặng đường đi. Thì thời gian từ điểm đầu đến điểm cuối là vào khoảng 60 phút ha, qua tổng cộng là 12 bến. Khá dễ dàng quan sát và rất là hiện đại ha cả nhà. Bên trong rất là thoáng mát, rất là sạch sẽ luôn. Và ở bên khu vực bên ngoài, bon tàu sẽ có một nhà vệ sinh nhỏ nữa cả nhà. Bên dưới mỗi cái ghế ngồi là đều có áo phao, và trước mặt của chúng ta là cái bảng hướng dẫn sử dụng áo phao và cái bảng cấm hút thuốc. Chúng ta sẽ không được phép hút thuốc ở trên chuyến tàu này, và khu vực ở ngoài đây cũng không được phép ra ngoài luôn. Khi mà chúng ta ra ngoài sẽ bị yêu cầu chở vào trong. Đây là cái sơ đồ của con tàu ha, sơ đồ thoát hiểm. Chúng ta phải quan sát cho kỹ trước khi mà tàu khởi hành ha, cũng như là tìm hiểu cách mặc áo phao đúng cách nè cả nhà. Chuyến đi sáng ngày chủ nhật hôm nay thì tụi mình bắt đầu đi vào lúc 9:30, và đúng 9:30 thì tàu sẽ khởi hành. Và chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển qua bến Bạch Đằng trước tiên ha, ở quận Nhất trước nè. Cái lịch trình chi tiết gồm sẽ có 9 bến và chạm dừng, bao gồm là
bến trung tâm Bạch Đằng quận Nhất nè, bến số 2 là ở Sài Gòn Pearl, bến số 3 là ở Bình An, bến số 4 là ở Thảo Điền, bến số 5 là ở Tầm Vu, bến số 6 là ở Thanh Đa, bến số 7 là ở Bình Triệu, bến số 8 là ở Hiệp Bình Chánh và cuối cùng là bến số 9 là ở Linh Đông Thủ Đức ha cả nhà. Chúng ta đã đi ra khỏi cái trạm dừng đầu tiên là ở bến Bạch Đằng quận Nhất. Thời tiết khá là mát mẻ, rất là dễ chịu luôn cả nhà, không có nắng mà cũng không có mưa luôn. Sáng chủ nhật ngày hôm nay rất là tuyệt vời để làm cái chuyến trải nghiệm này luôn á. Và anh đi ra ngoài cái bon ở ngoài sao ngồi để quay được thoải mái hơn và đẹp hơn luôn cả nhà. Và chúng ta có thể từ từ nhìn thấy là cái công trình Landmark 81 đã bắt đầu xuất hiện ở cả nhà. Chúng ta sẽ được nhìn ngắm một Sài Gòn ở một khía cạnh khác ha. Vừa rồi là chúng ta sẽ ngồi xe buýt trải nghiệm, còn kỳ này là chúng ta sẽ ngồi xe buýt nhưng mà là chạy trên sông cả nhà. Cái cảm giác nó cũng rất là thoải, rất là thú vị luôn á, rất là lạ. Làm mình nhớ đến cái lúc mà mình đi du lịch ở bên Thái Lan á, thì mình cũng có đi tàu để đi đến những cái điểm chùa á, thì cái cảm giác này rất là thân quen, rất là giống lắm. Thì cái vé của Waterbus Sài Gòn thì là 15.000 một chiều ha, và bạn có thể mua vé ngay tại các bến luôn. Bây giờ mở cửa sẽ là 7 giờ sáng đến 7 giờ 30 tối mỗi ngày luôn ha cả nhà. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng tận hưởng những cái phút giây thật là thú vị, rất là mới lạ ở trên chuyến Waterbus này nha cả nhà. Dừng chân nơi đâu từ khi ánh mắt nhìn nhau chẳng nói được gì. Mình từng cùng nhau đi tìm niềm tin yêu, dù cho nước mắt thấm vào từng chặng đường dài nơi em khóc lặng thầm vương lên mái tóc. Phố vắng anh đưa em đi quên bao chuyện buồn. Hey, đằng sau dấu vết để em có thấy còn quên nỗi nhớ càng đầy. Lòng mình xa dấu hết vào trong hư vô, càng xa kiếp đen càng gần. Nhìn đồng hồ trôi đi anh biết mình chẳng còn bên nhau tha thiết. Đành mang giấc mơ bay lâu nay bỏ lại đây, vui trọn hết những phút năm nơi anh thu mình vào trong căn phòng. Nào nghĩ đến những vết cứ xót xa nơi đã chọn thương yêu. Một giây anh bâng khuâng, một giây anh hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên. Mặc cho phía cuối đã có nắng hay mưa, giang tay đón lối về. Làm sao dấu chân mệt vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa. Một giây anh bâng khuâng, một giây anh hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên. Chưa bao giờ em thấy anh khóc đâu, có nghĩa là nước mắt anh không rơi đó. Chỉ là không muốn em biết anh yêu đuổi như em đừng để tâm nhẹ. Không sao đâu, trên mặt anh lại là những giọt lệ yêu em. Anh đã quên mất anh từng mạnh mẽ, đừng xa anh để cho nỗi nhớ làm nhòa đi hết bức tranh anh từng vẽ. Vẫn đó màu mắt xanh còn hết bình yên, váy trắng vẫn còn tinh khiết, nhưng con tim em đã lạnh hơn nhiều lắm. Tình yêu anh vẫn chưa đủ để sưởi ấm cho con tim đã trải qua quá nhiều nỗi đau. Anh biết chứ, em cần nhiều hơn thế, anh biết chứ. Anh đâu muốn nước mắt anh rơi đâu, anh đâu muốn hai đứa hai nơi đâu. Vì vậy anh ghét con người yêu đuổi trong anh, nhưng bên em dành gì đó rất mong manh. Em cho anh cười, cho anh khóc, thay đổi nhanh trong phút chốc. Cho anh buồn, cho anh vui, đưa anh qua từ cung bậc của cảm xúc em. Và khi đi đến nỗi đau, em buông tay anh nơi đây chân là giữa đêm. Baby, you don't know every night I'm crying. No, cho anh hết những phút năm đôi anh thu mình vào trong căn phòng. Nào vơi đến những vết cứ xót xa nơi đã chọn thương yêu. Một giây anh bâng khuâng, một giây anh hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên. Mặc cho phía cuối đã có nắng hay mưa, giang tay đón lối về. Làm sao dấu chân mệt vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa. Một giây anh bâng khuâng, một giây anh hứa với lòng mình rằng sẽ phải.
gắng giờ chỉ làm. Từng ngày trôi đi vô nghĩa khi em chẳng cần anh phải đổi thay. Bước chân qua lối về mộng mơ đường xa dài lê thế. Biết em chuyện còn gì dành cho anh. Cầu Bình Kiểu đi Sài Gòn ta, cầu Bình Kiểu hả? Chưa tới cầu Sài Gòn đó. À này nó đón thêm khách xuống không cô? Không, ai đi khách Thanh Đa, đi tới Thanh Đa là Thanh Đa, ai đi tới Thanh Đa là tới xuống. À là muốn mua tiếng đi cuối cùng. Mình muốn đi trạm nào mình dừng trạm đó. Đúng rồi, mình dừng trạm. Để đi tham quan tới chúng quay giờ đang nghĩ gì người ơi. Trong anh giờ đang nghĩ gì, nghĩ gì người ơi. Trong em thì cũng thấy buồn mà trong anh thì cũng thấy vui. Sao ta chẳng thể nói cho nhau những lời nói chân thành. Lời nói chân thành. Khi hai ta bên một nhà, kém đôi mi cùng một giờ, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Sẽ dám hứa về chuyện ngày mai, anh vơ về chặng đường dài. Hôm nay anh bên em, ta sẽ luôn yêu mây và anh chỉ cần có thể. Đến lúc hai ta giận hơn nhau, hay yêu thương không như những phút đầu. Em hãy cứ tin rằng mãi sẽ như anh sợ gì chứ không sao xa. Anh sẽ không bao giờ dối trá. Dẫu gì chứ không sâu xa, khi đã yêu là không thể phôi pha. Dẫu gì chứ không sâu xa, yêu cùng yêu, vui cùng vui mà đau cùng đau. Vẫn tất cả thứ anh có anh đã cho. Chưa đợi bao lâu anh không nói ra, nghe trong lòng mỗi xa xót xa. Vì sao khoảng cách nơi ta xa quá, biết đâu tình yêu ta mong nhận qua. Vẫn nơi đây chỉ có mỗi anh, và ngày buồn mất nhau cứ gió lạnh.
Và tàu của chúng ta thì đang chuẩn bị cập bến cuối cùng, đó là ở Linh Đông Thủ Đức nè cả nhà. Đây là trạm Linh Đông Thủ Đức, mọi người chuẩn bị lên tàu ha. Và ai mà có mua vé khứ hồi thì đợi 10 phút nữa thì chuẩn bị đi về lượt về ha. Còn ai mà muốn dừng ở đây thì chúng ta sẽ lên trạm bên trên đây. Đây là bến Linh Đông. Và đây là cái quang cảnh xung quanh cái khu bến Linh Đông này cả nhà. Đây là cái quầy bán vé. Thì như Andy chia sẻ thì lượt vé là 15.000 một chiều, thì các bạn có thể mua vé ngay tại các bến luôn. Còn đây là cái khu vực ở phía bên ngoài cái bến Linh Đông nè. Thì ở phía bên kia sẽ là cái bến phà ha. Bến phà này sẽ qua bên Bình Quế, là từ bên đây thì sẽ đi băng qua cái sông bên kia là tới Bình Quế ha. Và mọi người thì đang dừng để chuẩn bị lên phà sang bến Bình Quế. Đây là cửa hiệu bán nước mắm Liên Thành ở phía trước cái bến. Mọi người đang đợi phà đi qua Bình Quế. Và Andy mua vé lượt về vào lúc 10:40 ha. Và hiện tại là chỉ còn có 5 phút nữa thôi là khởi hành. Thì bây giờ chuẩn bị trên đường về lại tàu để cho lượt về nè cả nhà. Hôm nay chọn một cái áo màu trắng và một cái túi màu vàng, rất là hợp với lại con tàu của chúng ta được sơn hai màu vàng và trắng, rất là bắt mắt nè cả nhà. Và đây là cái cầu tàu để đi xuống nha. Chỗ này chụp hình cũng rất là ok luôn. Và chuyến tàu quen thuộc của chúng ta, Waterbus Sài Gòn. Bây giờ chúng ta lên tàu và trở về lại bến Bạch Đằng nè cả nhà. Andy cảm ơn cả nhà đã cùng đồng hành với Andy trong cái buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay. Chúng ta đang trải nghiệm cái chuyến xe buýt Waterbus chạy trên sông. Và đây là lần đầu tiên Andy được đi một cái chuyến xe buýt trên sông ở Việt Nam ha. Ở bên Bangkok thì Andy có đi bằng cái hình thức này đi chùa rồi. Còn đây là lần đầu tiên được đi ở Việt Nam, với giá vé là 15.000 một lượt ha. Và xa xa đó là bến Bạch Đằng rồi đó cả nhà. Cái cầu quen thuộc ngay chỗ bến mà lúc đầu chúng ta đã khởi hành. Thank you.
không.